Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha cô chú anh chị ơi. Thì sáng nay có anh Ngọc cũng vô sớm cũng cho cầu ly cà phê. Em cũng mua cho cầu ly cà phê. Bánh mì, với bánh mì. Có gì dùng đó đi cậu ơi. Con cháu đang khổ. Ăn về ăn bánh mì uống cà phê cậu. Đặc biệt bữa nay chị ông Loan gửi cái đầu đựng nhang này nha, nhang 24 giờ đúng không anh Ngọc? Đẹp quá trời con. Lúc trước là cái ly đàn cày đúng không? Bây giờ cái gửi cái đồ lên đựng nhang 24 giờ rồi. À, để lau mộ cho cậu quá. Để máy đây đi. Sợ ngủ quên không?
phương cho cậu. Ở đây để nhanh đây anh Ngọc. Chú anh chị ơi, mộ cậu cũng được sáng anh Ngọc anh vô anh lau cho cậu xong rồi à, em vô sau anh Ngọc xíu cũng mới lau cho cậu, lau mộ cậu sạch sẽ, thắp đèn thắp đồ cho cậu. Mới đốt nhang cho cậu, bữa nay mua cho cậu ly cà phê với ổ bánh mì. Cậu ơi, về ăn bánh mì uống cà phê đỡ đi cậu ơi. Mày vô rồi, chưa có người nào hết á cô chú anh chị ơi. Chỉ có thấy mình anh Ngọc. Ngọc bữa nay đi thắp nhang hay vậy? Chưa có người nào tới hết, chỉ có mình anh Ngọc vô sớm. Hồi qua bà kia bà đốt nhang xong mà bà bấm cái quạt khè, xong rồi cái quạt khè nó dính nó còn cháy lửa à, bà để xuống cái cháy búp sen, cháy sen luôn. Hồi qua cháy tùm lum luôn. Nhưng qua đây nè, mới đây nè. Bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của em nè.